Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình thống nhất, non sông nối liền một dải, tiếng đạn bom đã dần đi vào quá khứ. Qua những câu chuyện, qua từng trang sách, tôi vẫn thầm cảm phục, khắc ghi công ơn của các thế hệ cha anh đi trước. Những dịp cuối tuần, tôi thường dành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về mỗi sự kiện, mỗi trận đánh trong những năm tháng chiến tranh. Và Bảo tàng Công binh cũng là một trong những địa chỉ mà tôi luôn mong đến. Hiện diện ở một vị trí thuận tiện ngay sát ven Hồ Tây thơ mộng, chỉ cách vài bước chân, chúng ta đã có thể đến thăm Bảo tàng Công binh tại số 290 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Là một trong những bảo tàng của hệ thống Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại đây, trưng bày tái hiện đầy đủ và chân thực nhất hình tượng anh bộ đội công binh Việt Nam. Đây cũng chính là sức hút của bảo tàng này trong hành trình của tôi hôm nay. Đâu là lý do để một cơ sở văn hóa đặc thù ấy làm tốt nhiệm vụ thu hút hàng nghìn lượt người tham quan đủ mọi lứa tuổi mỗi năm? Mong muốn để tìm được những lời giải đáp thấu đáo, tôi may mắn được gặp Thượng tá Phùng Đức Chính. Anh hiện là người có nhiều năm gắn bó với bảo tàng có bề dày truyền thống gần 40 năm này. Em chào anh. Chào em. Mời em vào uống nước. Vâng, em cảm ơn. Em cảm ơn anh. Anh ơi, hôm nay em đến bảo tàng để tham quan và tìm hiểu về truyền thống của Bảo tàng Công binh. Thì được biết là anh là người đã công tác rất lâu năm và gắn bó với bảo tàng. Thì anh có thể giúp em tìm hiểu thêm về truyền thống và lịch sử phát triển của bảo tàng mình được không ạ? Cảm ơn em đã đến tham quan Bảo tàng Công binh. Anh rất sẵn sàng mời em uống nước. Và lúc nữa anh sẽ mời em xuống các cái khu trưng bày. Thì anh sẽ giới thiệu cụ thể cái quá trình hình thành phát triển của Bảo tàng Công binh. Vâng, em cảm ơn anh. Qua câu chuyện Thượng tá Phùng Đức Chính chia sẻ, anh công tác tại bảo tàng từ những ngày đầu nhập ngũ và khi đó bảo tàng cũng chỉ mới được thành lập. Đó vừa là vinh dự nhưng cũng là một trọng trách vô cùng lớn đối với anh. Bởi Bảo tàng Công binh không chỉ là một thiết chế văn hóa đặc thù của quân đội, mà đây còn là một đơn vị đặc biệt, vinh dự được lưu giữ, bảo quản và tái hiện chân thực quá trình hình thành, phát triển cùng với những chiến công thầm lặng nhưng vô cùng vẻ vang của bộ đội công binh Việt Nam. Bảo tàng là nơi trung tâm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, giới thiệu các tài liệu hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, phục vụ nhu cầu tham quan, học tập truyền thống của du khách và các đơn vị trong binh chủng. Thượng tá Phùng Đức Chính tâm sự, tới năm 2006 thì không gian trưng bày hiện nay của bảo tàng được xây dựng mới, hoàn toàn khang trang như ngày nay. Và từ đây, phần trưng bày ngoài trời là các trang bị khí tài công binh đã sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ. Đó luôn là điểm nhấn trực quan, điểm thu hút hơn cả. Sự quan tâm tham quan của du khách đến với bảo tàng cũng dễ hiểu bởi các hiện vật được trưng bày ở đây đều là những khí tài quân sự độc đáo, có dấu ấn đặc biệt mà bộ đội công binh đã sử dụng hay các chiến lợi phẩm ta thu được từ kẻ địch trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Tuy nhiên, để tăng sức hấp dẫn vốn có của các hiện vật độc đáo này, đội ngũ những người lính làm văn hóa của bảo tàng cũng đã sáng tạo, nỗ lực không ngừng, không chỉ trau dồi kinh nghiệm nghề nghiệp, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, mà họ còn phải nỗ lực rèn mình trong điều kiện môi trường của quân đội. Bảo tàng Công binh Việt Nam có đặc thù rất riêng biệt, đó là người lính làm bảo tàng, người lính làm văn hóa. Làm sao phải đáp ứng được các tiêu chí thực hiện nhiệm vụ chính trị theo điều lệnh, theo nguyên tắc kỷ luật của quân đội. Bên cạnh đó, phải thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam đến với công chúng. Dừng chân tại không gian phòng khánh tiết,
có lẽ là một nội dung mà bảo tàng đã tâm huyết và chuẩn bị kỹ lưỡng, nên đây chính là dấu ấn đầu tiên đối với du khách tham quan. Ở vị trí trung tâm của căn phòng là tượng Bác Hồ cao 2m20, nặng 900kg đúc đồng nguyên khối, được đặt trang trọng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của bộ đội công binh với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Xung quanh trưng bày các hiện vật độc đáo, khái quát toàn bộ lịch sử truyền thống của bộ đội công binh. Với không gian tương đối hạn chế, nhưng phòng trưng bày đã minh chứng sự lớn mạnh như vũ bão của công binh Việt Nam qua cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm, thực sự gây được ấn tượng sâu sắc. Với cách trưng bày đa dạng và đặc biệt, từng dòng tên của các tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã cho người xem câu trả lời xác đáng. Vì sao một lực lượng công binh non trẻ lúc bấy giờ mà đã góp phần làm nên kỳ tích một Điện Biên Phủ trước một quân đội viễn chinh hàng đầu như thực dân Pháp? Một hiện vật đặc biệt tiêu biểu xuất sắc vẫn luôn được bảo quản cẩn thận, đó là lá cờ thêu 4 chữ vàng mở đường thắng lợi, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen tặng sau khi kết thúc chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Từ đây, mở đường thắng lợi đã trở thành truyền thống vẻ vang của bộ đội công binh Việt Nam anh hùng. Gây ấn tượng mạnh nhất với tôi có lẽ là không gian trưng bày bom mìn và các loại vật nổ. Những gì trưng bày nơi đây đã nói lên phần nào tội ác, sự khốc liệt của chiến tranh, nói lên sức hủy diệt chết người ghê gớm của các loại bom mìn. Chào chị. Chị ơi, vừa rồi trên gian trưng bày về khánh tiết của bảo tàng, em đã được anh Chính giới thiệu rất chi tiết và hiện giờ thì em lại muốn tìm hiểu thêm về gian trưng bày về bom mìn. Chị có thể giúp em là tìm hiểu rõ nét hơn về gian trưng bày này được không? Xin giới thiệu với em, đây là tầng 1 là trưng bày về cái chuyên đề bom mìn trong các cuộc chiến tranh ở Việt Nam, mà đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thế thì ở tầng 1 này thì trưng bày gồm 5 chủ đề. Chủ đề thứ nhất là thảm họa bom mìn trong các cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Và chủ đề thứ hai là nhiệm vụ rà phá xử lý bom mìn của bộ đội công binh. Và chủ đề thứ ba là các chủng loại bom mìn mà bộ đội công binh đã rà phá và xử lý. Chủ đề thứ tư là cái giáo dục truyền thống về cách phòng chống tai nạn bom mìn vật nổ cho cộng đồng. Và chủ đề thứ năm ở trước mặt đây là trưng bày là cái chủ đề là quan hệ quốc tế. Để hiểu hơn về cái trưng bày bom mìn này thì mời em sẽ ra đây để giới thiệu tiếp. Vâng. Đây là phần trưng bày thảm họa bom mìn trong các cuộc chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thế thì chỉ tính riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì quân đội Mỹ đã thả xuống Việt Nam khoảng hơn 15 triệu tấn bom đạn các loại, chia bình quân khoảng 46 tấn trên 1 km vuông, và với dân số trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì khoảng 280 kg bom đạn trên một đầu người. Với cái số lượng bom đạn nhiều như vậy thì đã gây nên cho nhân dân Việt Nam của chúng ta những cái thảm họa rất là lớn, không những trong chiến tranh, sau chiến tranh mà còn nhiều thế hệ người dân của chúng ta nữa. Xin giới thiệu với em, đây là phần trưng bày bộ đội công binh đang thực hiện nhiệm vụ rà phá và xử lý bom mìn. Chị ơi, thì qua cái gian trưng bày này thì em thấy là bảo tàng mình hiện đang trưng bày rất nhiều chủng loại về bom mìn. Thì chị có thể giới thiệu cho em một vài chủng loại bom mìn tiêu biểu được trưng bày đây không? Thế mời em ra khu vực này. Đây là phần trưng trung tâm nhất của gian bom mìn này, và được trưng bày mô phỏng bằng một hình chiếc máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ. Hai bên cánh là trưng bày các loại bom phá, là bom MK81, bom MK82, bom MK83, MK84, M117. Và đặc biệt ở giữa là trưng bày quả bom lớn nhất Đông Dương, có tên là quả bom phát quang. Bây giờ mời em xuống để tham quan. Quả bom phát quang này thì do Mỹ sản xuất
Và năm 2004 thì bộ đội công binh đã phát hiện quả bom này tại Gia Lai. Và quả bom này thì cấu tạo gồm 3 phần: thân bom hay là vỏ quả bom, và đuôi bom và ngòi nổ. Quả bom này thì có trọng lượng là 12.000 bảng Anh, tương đương với nặng là 6 tấn. Thì sau khi mà được phát hiện thì Bộ Tư lệnh Công binh đã giao cho Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn nghiên cứu để tháo gỡ và xử lý quả bom này. Và sau khi nhận nhiệm vụ thì Trung tâm đã cử ra các đồng chí có trình độ chuyên môn kỹ thuật xuất sắc và nghiên cứu. Và đến ngày 9 tháng 11 thì Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn đã giả phá và xử lý thành công cái quả bom này, rút toàn bộ 4 tấn thuốc nổ trong quả bom ra một cách an toàn và mang quả bom về trưng bày tại Bảo tàng Công binh. Và hiện nay thì trong hệ thống bảo tàng toàn quân thì chỉ có 2 quả duy nhất, đó là một quả thì trưng bày ở đây và một quả trưng bày ở Bảo tàng Quân khu 5. Đây có thể nói là chiến công rất là xuất sắc của bộ đội công binh trong thực hiện cái nhiệm vụ giả phá và xử lý bom mìn. Và với cái thành tích xuất sắc đó thì sau khi mà xử lý thành công quả bom này thì rất là vinh dự đã được Thủ tướng Phan Văn Khải gửi thư khen động viên bộ đội công binh, và Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn đã được Đảng Nhà nước tặng thưởng với phần thưởng cao quý, đó là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Với hơn 1.500 hiện vật đa dạng và phong phú được trưng bày và bảo quản cẩn thận tỉ mỉ, không gian trưng bày được bài trí sắp đặt theo các chủ đề Bộ đội công binh với Bác Hồ, Bộ đội công binh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Bộ đội công binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ đội công binh trong hoạt động đối ngoại quân sự quốc phòng và khu vực trưng bày các loại bom mìn, vật nổ. Tôi tin rằng nơi đây sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn, thú vị với mọi du khách, sẽ góp phần giáo dục và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Công binh Việt Nam anh hùng.